chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau: truy xuất nguồn gốc và trang thương mại điện tử, giải pháp tiêu thụ nhãn trong mùa dịch ở Hưng Yên; Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng tra cứu thông tin bệnh nhân COVID-19 trực tuyến; thí điểm hộ chiếu vaccine COVID-19 đối với khách du lịch phải đảm bảo an toàn; cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 2 vào ngày 6 và 7 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, gần 8.000 hộ nông dân, 15.600 nông sản lên các sàn thương mại điện tử, tăng lần lượt 191% và 268% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo sơ kết công tác quản lý 6 tháng đầu năm của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết tổng giá trị sản phẩm nông sản giao dịch trên sàn thương mại điện tử đạt 944 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nông sản vải thiều Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường châu Âu theo mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới qua sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp trong nước. Thông qua hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức, cũng như thực tiễn của một số chủ vườn, hợp tác xã bán nhãn trong những ngày qua, thì hai vấn đề mấu chốt để tiêu thụ nhãn ổn định trong thời điểm dịch COVID-19 là sản phẩm được truy xuất nguồn gốc gắn với bán hàng thông qua các trang thương mại điện tử và mạng xã hội. Việc truy xuất nguồn gốc, biết được lai lịch của các loại nông sản luôn là một trong những điều kiện để khách hàng tin tưởng vào sản phẩm, kể cả các loại nông sản tươi hoặc đã qua chế biến. Điều này cũng phù hợp với việc phát triển của công nghệ 4.0, đặc biệt ở thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Không phải ai cũng có điều kiện đến tận vườn để chứng kiến quy trình thâm canh. Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, thông qua việc tiêu thụ vải tại tỉnh Hải Dương và Bắc Giang mới đây, thì điều này càng được minh chứng. Những nông sản tươi và trái cây tươi đấy, khi mà đưa được lên những cái sàn thương mại điện tử để tiêu thụ đấy, thì nó sẽ giúp là cái việc quảng bá được rộng rãi hơn và nhanh hơn tới từ trang trại đến người tiêu dùng. Bởi vì sao? Là tốc độ cũng như là thương mại điện tử là không biên giới, thậm chí là có thể là giúp là quảng bá được đến tận là tay người tiêu dùng quốc tế. Khi mà bán hàng trên thương mại điện tử đó, thì là những nông sản của chúng ta phải tuân theo những cái điều kiện tiêu chuẩn của nhà phân phối hay là các sàn thương mại điện tử. Nắm bắt được xu thế này, các chủ vườn, hợp tác xã trồng nhãn ở Hưng Yên chủ động sản xuất nhãn theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp theo tiêu chuẩn và gắn với mã vùng OTAP để thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, đại diện một số sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee, Vỏ Sò cũng phối hợp với các chủ vườn để hỗ trợ người trồng nhãn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Shopee hỗ trợ bà con, hướng dẫn bà con về mặt đóng gói hàng hóa, làm sao cho phù hợp với cả các quy cách để mà có thể đưa lên các sàn thương mại điện tử, các cái đơn vị gọi là về logistics để lo trung chuyển hàng hóa từ các vườn, từ các hợp tác xã để về đến các kho trung tâm và sau đó ship đến dành cho các khách hàng. Thay vì chỉ là thu mua đơn giản từ các hợp tác xã thì Shopee có đồng hành cùng với các hợp tác xã, sở công thương, ban ngành và bà con địa phương để mà trực tiếp quảng bá nông sản trên các sàn thương mại điện tử của Shopee. Mới đây, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên, tại các buổi giao thương trực tuyến, các sàn thương mại điện tử, các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở chế biến tìm hiểu thông tin về thị trường nông sản, thực phẩm, xu hướng của người tiêu dùng và các tiêu chuẩn nhập khẩu, một số quy định về quản lý chất lượng cũng như cách thức để tiếp cận thị trường nước ngoài. Từ đó, một số doanh nghiệp nước ngoài đặt hàng thu mua nhãn quả tươi với số lượng lớn của các chủ vườn với giá từ 30 đến 40.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương vừa công khai danh sách số điện thoại đường dây nóng tại 23 tỉnh, thành phố, khu vực miền Nam để tiếp nhận xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đặc biệt là các hành vi lợi dụng dịch bệnh để gian lận thương mại, thu lợi bất chính. Cụ thể, các tổ chức cá nhân tại 23 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính có thể gọi ngay đến các đầu số điện thoại để tố giác. Tất cả các số điện thoại đường dây nóng do 23 Cục Quản lý Thị trường khu vực phía Nam phụ trách sẽ hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Tại tỉnh Vĩnh Long, vấn đề đảm bảo hàng hóa, nhất là phục vụ cho người dân, cơ bản được giải quyết.
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long khẳng định hiện hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân trên địa bàn cơ bản đảm bảo. Hệ thống các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện lợi hoạt động bình thường, đảm bảo cung ứng từ 15 đến 20%, có nơi từ 40 đến 50% phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân với các mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, rau củ quả. Qua công tác kiểm tra hệ thống siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, các đơn vị này thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thông điệp 5K. Vĩnh Long đã triển khai hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích bán hàng trực tuyến qua điện thoại với 51 địa điểm bán. Qua đó người dân có thể dễ dàng mua sắm hàng hóa thiết yếu, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhằm hỗ trợ các tình nguyện viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ vào thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành văn bản thống nhất chi hỗ trợ cho các tình nguyện viên số tiền 130.000 đồng một người một ngày, áp dụng theo ngày làm việc là 8 tiếng. Đồng thời người bán vé số cũng sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng trên một ngày. Từ ngày 30 tháng 5, thành phố Cần Thơ đã thành lập các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố và tại các bến xe, bến đò ngang trên địa bàn thành phố. Lực lượng tình nguyện viên phục vụ tại các chốt này không hưởng lương từ ngân sách, phải tham gia thực hiện công việc dưới thời tiết bất thường, chốt trực có nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ cho người bán lẻ sổ số lưu động trên địa bàn thành phố Cần Thơ do tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng ban hành văn bản thống nhất mức hỗ trợ 50.000 đồng trên một người một ngày, áp dụng đợt 1 là 18 ngày tính từ ngày thành phố Cần Thơ có văn bản tạm ngừng hoạt động và quyết định thực hiện giãn cách xã hội. Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng ngày 21 tháng 7, Việt Nam có thêm 2.787 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong nước lên 65.607 bệnh nhân. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 38.837 ca nhiễm. Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số người cách ly và số người điều trị tăng dần. Để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu tra cứu thông tin người thân đang cách ly điều trị tại các cơ sở trên địa bàn thành phố, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa tích hợp ứng dụng tra cứu thông tin COVID-19 trên nền tảng phần mềm ứng dụng, hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19. Để tra cứu thông tin, người dân có thể tìm kiếm tra cứu F0 tại các công cụ tìm kiếm để được đưa đến đường dẫn http://tracuf0.medinet.org.vn/2.8083/tracuf.html. Tại đây, nhập thông tin của người bệnh COVID-19 như họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân. Bấm chọn nút xem và sau đó nhận được kết quả tìm kiếm. Phần trả kết quả sẽ có thông tin bệnh viện đang tiếp nhận bệnh nhân cũng như các thông tin khác của bệnh nhân để người nhà có thể đối chiếu, xác nhận và tìm ra người thân của mình. Việc tra cứu thông tin người bệnh COVID-19 F0 nhanh, kịp thời sẽ giúp cho cả người bệnh và người thân an tâm hơn trong quá trình điều trị. Mới đây, tại các xã biên giới của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Vaccine được sử dụng tiêm là vaccine Verocell của Trung Quốc, dành cho người đang công tác làm việc và sinh sống tại khu vực biên giới. Trước khi tiêm, người dân được khám sàng lọc, tư vấn của đội ngũ y tế. Sau khi tiêm xong, cư dân ở lại trạm để các bác sĩ theo dõi rồi mới cho về nhà. Đợt đầu tiên này sẽ tiêm cho hơn 500 cư dân tại các bản biên giới của xã Huệ Luông. Dự kiến trong 4 ngày sẽ xong, mũi tiêm đợt 2 sẽ được thực hiện khi có thông báo. Cơ quan y tế địa phương sẽ triển khai 7 điểm tiêm, trong đó có 1 điểm ở tuyến tỉnh, 6 điểm tại các trạm y tế thuộc địa bàn các xã biên giới như Xì Lở Lầu, Pa Vây Sử, Vàng Ma Trải, Mù Sang, Malifor và Hủy Luông của huyện Phong Thổ. Trong đó mũi 1 sẽ triển khai từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 7, mũi 2 từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8. Công dân tại 22 bản ở các xã biên giới sẽ được tiêm theo hình thức cuốn chiếu với tổng số 2.500 liều vaccine. Tất cả các phương án phòng ngừa COVID-19 từ xa đã được thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt trong những ngày vừa qua. Cùng với việc thực hiện chốt chặn kiểm soát người đi về từ vùng dịch, bắt buộc khai báo y tế và có giấy xét nghiệm, thành phố Hà Nội còn tăng cường mở rộng lấy mẫu xét nghiệm ở các điểm công cộng, ghi nhận tại một số khu vực công cộng đang được các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ. Tại bến xe Yên Nghĩa, lực lượng công an, y tế đã phối hợp với ban quản lý bến xe tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ lái xe, phụ xe và nhân viên của bến xe để sàng lọc sớm các ca mắc COVID-19.
Được biết, hiện tất cả các tuyến xe đi và đến vùng dịch đã dừng hoạt động. Bến xe Nghĩa chúng tôi đã bố trí hàng ngày, bố trí lực lượng nhân viên để kiểm soát và hướng dẫn hành khách khi đến bến xe Nghĩa thực hiện việc đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với hành khách trước khi lên xe. Và tại bến xe thì tổ chức các cái vị trí để bố trí các cái nước rửa tay, diệt khuẩn đối với hành khách và lái phụ xe đến bến xe hoạt động. Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong những ngày tới, tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn sẽ rà soát, lấy mẫu gộp 10, xét nghiệm sàng lọc cho khoảng 10.000 người, chủ yếu là đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao, gồm công nhân làm việc tại khu công nghiệp, người làm dịch vụ vận tải, lái xe, phụ xe đường dài, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe, tiểu thương, người thường xuyên làm việc ở các chợ đầu mối, người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các khu chung cư, khu công nghiệp về Hà Nội. Chúng tôi thực hiện kiểm soát chặt chẽ tất cả những người đi từ thành phố Hồ Chí Minh hay là người đi từ vùng có dịch về. Và tại các chốt kiểm soát thì yêu cầu người dân phải thực hiện khai báo y tế và chủ động lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để mà sàng lọc ngay. Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã ghi nhận hơn 450 ca mắc COVID-19 trên địa bàn, trong đó có hơn 260 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại 26 quận huyện. 6 ổ dịch mới phát sinh, trong đó có 2 ổ dịch có ca mắc cao nhất ở quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Huế đã có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh và các cơ sở y tế về việc tiếp nhận bệnh nhân nặng, hiểm nghèo đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo đó, để tạo điều kiện cho người bệnh và phương tiện đi lại ngoại tỉnh được duyệt vào Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh, công dân khai báo tại địa chỉ https://tuongtac.thuethienhue.gov.vn/khám-chua-benh. Sau đó liên hệ số điện thoại 0234-383-4115 để được cung cấp dịch vụ vận chuyển 115 từ chốt khai báo y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đây là nỗ lực nhằm chia sẻ khó khăn, giảm tải cho hệ thống y tế các địa phương căng mình chống dịch COVID-19. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng triển khai kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến Chân Mây, huyện Phú Lộc điều trị COVID-19 với quy mô 150 giường. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đang lên kế hoạch chuẩn bị thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc. Đây được kỳ vọng là giải pháp phá băng cho ngành du lịch sau thời gian dài điêu đứng vì COVID-19, đồng thời cũng là bước đi thăm dò nhằm mở cửa đất nước của nhiều quốc gia trên thế giới. Trên thực tế, Việt Nam thí điểm hộ chiếu vaccine vào thời điểm này có phù hợp. Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận. Tuy đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và được CDC Mỹ xác nhận, nhưng khi trở về Việt Nam, người đàn ông này vẫn phải cách ly 14 ngày theo quy định rồi mới có thể làm việc bình thường. Theo ông, việc áp dụng hộ chiếu vaccine lúc này là rất cần thiết. Với tư cách của một người làm trong ngành y tế, thì chúng ta thì đã có vaccine, chúng ta đã có xét nghiệm, thì chúng ta phải tin tưởng vào vaccine và vào cái xét nghiệm của chúng ta. Còn nếu chúng ta không tin tưởng vào vaccine, không tin tưởng vào xét nghiệm, thì chúng ta sẽ tin vào đâu? Hộ chiếu vaccine thực chất là giấy chứng nhận đã tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tại nhiều quốc gia, hộ chiếu vaccine cho phép người nhập cảnh được hoạt động bình thường tại nước sở tại mà không phải cách ly thêm. Tuy nhiên, với nhiều người, hộ chiếu vaccine vẫn chưa thực sự khiến họ an tâm khi áp dụng. Cái cơ bản nhất, số 1 nhất vẫn là phải vaccine bảo đảm. Chứ còn nếu vaccine không bảo đảm, bởi vì cái phần trăm và xác suất của vaccine bảo đảm ấy, là nó cũng chỉ đến 70-80% thôi. Còn cái 30% là vẫn hoạt động ngoài. Có người ấy, còn có những người mà bệnh lý bệnh nền ý, thì lại cũng không được phép tiêm. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng rất là lo cái vấn đề này. Rõ ràng hộ chiếu vaccine nhận được nhiều mong chờ, nhưng vẫn còn những e ngại từ xã hội. Thêm vào đó, hộ chiếu vaccine chỉ phát huy hiệu quả khi khu vực áp dụng có tỷ lệ cao dân số đã tiêm vaccine, đã có kháng thể. Vì vậy, thí điểm tại Phú Quốc là việc làm thích hợp trong thời điểm này. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa thực hiện được cái tiêm phòng một cách đại trà trên toàn quốc. Và chúng ta chỉ có thể thực hiện thí điểm ở một số khu vực nào đó, là những vùng mà chúng ta có thể đưa cái tỷ lệ tiêm phòng của người dân cao lên. Mà tôi cho rằng chính phủ hiện nay đang chỉ đạo thực hiện tại Phú Quốc như thế là phù hợp. Bởi vì cái số lượng dân ở Phú Quốc nó không quá nhiều. Chúng ta có thể tập trung để đưa cái tỷ lệ tiêm phòng của người dân đấy đạt đến cái tỷ lệ 50-60% để có khả năng được thực hiện miễn dịch cộng đồng.
Qua thí điểm lần này, chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm và các điều kiện để áp dụng cơ chế này phù hợp nhất. Các vấn đề như chấp nhận du khách tiêm vaccine nào, đã tiêm vaccine được bao lâu, cần phủ tỷ lệ được tiêm vaccine tại địa phương là bao nhiêu, đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Hội đồng chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội quyết tâm khắc phục để hoàn thành công tác chấm thi đúng tiến độ quy định. Theo đó, tiến độ của Hội đồng chấm thi của Hà Nội chậm nhất ngày 24 tháng 7 năm 2021, Hội đồng chấm sẽ tổng kết công tác chấm thi, báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời hoàn thành việc đối sánh kết quả thi. Chậm nhất ngày 28 tháng 7 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh. Chậm nhất ngày 2 tháng 8 năm 2021, thí sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân của 42 tỉnh, thành phố có thí sinh chưa dự thi kỳ thi đợt 1 năm nay để chuẩn bị cho kỳ thi đợt 2. Tinh thần chung là các địa phương tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng các yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo đó, đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức vào các ngày 6-7 tháng 8 năm 2021. Đây là quyết định được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp trực tuyến với 42 địa phương có thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay. Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương phải có danh sách của từng thí sinh và phương án chuyển đổi hội đồng thi. Những tỉnh có ít thí sinh có thể tính phương án gửi thí sinh sang hội đồng khác để giảm số lượng hội đồng thi. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm việc với Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị phương án dự phòng liên quan đến công tác xét tuyển đại học. Trong trường hợp cần thiết, có thể huy động hai đại học này tham gia hỗ trợ công tác xét tuyển cho những thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp. Chỗ này chúng ta phải hết sức nghiêm túc rút kinh nghiệm người này bắt đầu một. Cuộc tìm kiếm hài cốt của 11 công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng đã bước sang những ngày đầu tiên của giai đoạn 6. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm. Để tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm, lực lượng đã huy động 4 máy múc cỡ lớn cùng với 50 cán bộ chiến sĩ và nhân công của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vào hiện trường. Do vị trí tìm kiếm trải dài dọc theo sông Rào Trăng, các đơn vị đã được chia thành nhiều tốp, đảm bảo không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong quá trình triển khai. Thời tiết tại Rào Trăng 3 thường xảy ra mưa dông vào buổi chiều, nguy cơ gây mất an toàn cho các lực lượng, nên tiến độ tìm kiếm được đẩy nhanh hơn nữa với mong muốn sớm tìm được các nạn nhân, đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương, an ủi phần nào nỗi đau của những người thân đang mong đợi. Lần nhìn thấy thì người thân của các công nhân đang cùng ngày đêm bám các lực lượng, thì những người lính chúng tôi lại đau đớn một cái nỗi niềm, cái trách nhiệm của mình. Để muốn cố gắng để khắc phục những khó khăn để tìm kiếm có kết quả để vơi đi phần nào cái nỗi đau của các gia đình. Rồi tất cả các cái lực lượng hỗ trợ để tìm kiếm là rất nhiệt tình tìm kiếm, nhưng mà vì cái khối lượng sạt lở nó quá lớn cho nên đợt này thì chưa tìm kiếm, chưa thấy hiệu quả gì cả. Bởi vậy cho nên là gia đình thì cũng rất mong muốn là tìm kiếm để đưa về với gia đình, với tổ tiên ông bà. Trong ngày tìm kiếm này, dù chưa tìm thấy thi thể của các nạn nhân, nhưng các lực lượng cũng đã phát hiện nhiều vật dụng bị vùi lấp dưới bãi bồi như chăn, điều khiển máy điều hòa và các vật dụng của nhà máy. Đến nay đã trải qua hơn 5 giai đoạn tìm kiếm kéo dài trong 9 tháng thì đã tìm thấy được 6 nạn nhân, 11 nạn nhân vẫn còn đang mất tích. Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vừa bắt quả tang 10 đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, bất chấp quy định về cấm tụ tập theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ tại chiếu bạc và trên người đối tượng hơn 39,6 triệu đồng, 12 bộ bài cùng một số tăng vật khác. Tụ điểm trên do Nguyễn Văn Tiến tổ chức cho người địa phương và địa bàn giáp danh đến để đánh bài ăn tiền. Các đối tượng được bố trí trong phòng và khóa tất cả các cửa ra vào. Ngoài ra, cơ quan chức năng đề nghị xử lý thêm về lỗi không thực hiện quy định theo chỉ thị 16.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.